nhiêu đi? Vừa đấy bao nhiêu đấy? Bố bán nhỏ. Năm tên bắt thật, bắt đầu. Tên bán thật à? Chọn tên nó gì? Đấy, vào đây thi đấu nhỏ. Bọn em kèo lớn lắm. Đấy, mẹ bắn mẹ chụp lại trên kia sao? Con nhìn trên bên sao? Thì cứ cốc tre rồi. Tao treo mà cứ cho bắn tên đầu tiên luôn. Chín. Đây, xem ra xem thoại của anh đây. Tám được cái. À, mình nhìn điện thoại anh chưa? Chín. Chín. Nhìn thấy chưa? Tên vừa rồi chín à? Vừa rồi tám hay sao? Đây để em đi quay. Điện thoại anh không có lô mắc à? Ừ, em cứu chú tôi chú. Đây. 10. 10. Rồi. À đâu 9, à 8. 8 hay 10. 9 10 này thì anh em mình thôi, anh em mình thôi chấp nhận là mười một mười thôi. Ôi dồi ôi, chín hết. Chín điểm phải lục quanh số chín luôn. Mười chín. Thế là bao nhiêu? 49. Ông vàng à? Bắt đầu ông vàng đúng không? Đầu tôi đó. Rồi, tên thử bắt đầu nhá. Ôi trời ơi, 9 rồi. 9 hay 10 rồi. Để em đi. Chưa. Đi rút về đi. Tên đấy tên thử mà. 9 à 10. 9 à. 9 hay 10. 8 được rồi, làm chục con 8 là cũng 80 điểm rồi gì nữa. Này dùng sao 100x mà. 100x. 100 lần. Con này không dùng được à? Được nhưng mà Dũng có thấy gì đâu. Tên đầu tiên, bắt đầu. 10. Nó biết đâu. Nó làm gì nơi khác mà tôi nói dùng để biết gì. Ôi, ngoài rồi, 6. Một sáu trên. Mười, ui dồi ôi, chuẩn thế. Đi đâu rồi? 7 hay 8 ở 5 giờ. 10 giờ.
Hết chưa? Rồi đi kiểm tra mục tiêu. Chín chín bảy sáu năm bảy sáu sáu chín chín bảy sáu sáu tổng hết bao nhiêu điểm chỉ còn nhớ đúng rồi 37 đúng không 18 cộng 12 37 này cầm cái điện thoại này để tôi bắn thế nào. Nếu tôi là tổng xong thì mẹ chấp thằng giơ một mũi tên. Mũi 10 của thằng giơ vào đấy rồi. Tí nữa thì đi qua. Thế nó tự động quay trên quay ngược cái này à? Chứ bảo sao nó cứ dạo xuống. Ôi. Con này chê. Ủa, 10 rồi. À, 10 được. Mười nữa rồi. Ở đâu? Đã phải bao nhiêu chứ. Ủa, 10 nữa rồi. Mỗi tên này là được 10 sao? Một tên đâu rồi? Hai tên mười. Tên là tên đây này, tên đầu tiên là này. Tên này nó vào lỗ, nó vào lỗ cũ rồi, vào lỗ cũ vào đây rồi. Ok. 10, 10, 10 9, 9 8, 8 6. 6. Bao nhiêu điểm đây? 43. 43 điểm. 43, đấy nha, đúng chưa? 43 điểm trừ 1 điểm còn 42 điểm. Bây giờ trừ. Tổng hết là mới trừ mà. Bắt là hai cũng chính nó 1 điểm nữa cho nó. Bây giờ là bóc thăm chưa? Thế bán thôi. Này bán, tôi bán à? Lục nỏ một mũi tên. Chắc là mũi tên là 2 điểm. Vẫn được thử một tên chứ. Ui, thích thử cái thứ thôi. Thử một tên nha. Người ta mất thời gian. Mình nghĩ là cứ bán được không ạ? Nàng nào cũng nhốt rồi thì bán thôi. Chạy nó không. Lần nào cũng nhốt rồi thì cứ bán thôi không ạ? Ôi 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 ôi. Một tên vay tận vòng 6 rồi chị. Nếu mà không vay vòng 6 thì có 2 vòng 10. Được chưa? Ô, thế còn thịt kia. Đấy. Tên thử nhá. À, quên nhá. Thử thiết gì, cứ bán thôi. Mười. Toàn mười thế này. Bán xong mua nỏ luôn. Toàn mười thế này bán xong mua nỏ luôn. Tám. Tám lên. Tám lên mấy chỗ. Tám lên mấy chỗ.
Đó. Chưa. Hết cả chuẩn bị rồi. Ừ. Cái thực này đi đâu rồi, không về đấy. Nó đi bắt cá với mấy đứa trẻ con kia với con của chị Hằng thôi mà, kệ nó đi. Con em đi ăn làm chúng tôi quan của em thôi mà. Sắp được kia cũng chưa ăn nhỉ? Hả? Đấy, nướng trước mình một giờ trước rồi mà. Nó được lắm. Yeah. Và biết đi. Chúc mừng người chiến thắng và hai người. Chúc mừng cuộc giao lưu đã thành công. Thành công tốt đẹp. Đây.